TV Ánh Sáng tin mừng với Phước Lộc, Cẩm Ánh, Âu Ly, Ngọc Hân và anh chị em thực hiện chương trình xin trân trọng và thân ái kính chào quý khán thính giả. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy niềm vui và an bình trong Thiên Chúa qua chương trình TV Ánh Sáng tin mừng. Hôm nay ngày 30 tháng 10 năm 2016, theo lịch phục vụ Công giáo, hôm nay là Chủ nhật thứ 31 mùa thường niên. Các lễ đặc biệt trong tuần này gồm có thứ Ba ngày 1 tháng 11, lễ các thánh nam nữ, lễ trọng, lễ buộc. Thứ Tư ngày 2 tháng 11, lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời, lễ nhớ. Thứ Năm ngày 3 tháng 11, lễ thánh Martino de Porres, tu sĩ. Thứ Sáu ngày 4 tháng 11, lễ thánh Carolo Borromeo, giám mục, lễ nhớ. Chương trình TV Ánh Sáng tin mừng hôm nay gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, thánh nhạc phụng ca, tin tức giáo hội hoàn vũ, tiết mục mái ấm gia đình, và sau cùng là phép lành hội thánh. Giờ đây xin kính mời quý vị cùng hiệp ý với chúng tôi dâng lời nguyện lên Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa Chí Thánh, Chúa đã thương ban cho chúng con được hồng phúc làm con của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết sống khiêm nhường, kính sợ Chúa trên hết mọi sự, siêng năng làm việc thiện, ân cần giúp đỡ người yếu thế, và loan báo tin mừng tình yêu của Chúa đến cho mọi người. Xin Chúa chúc lành cho tất cả quý anh chị em đang thực hiện chương trình TV Ánh Sáng tin mừng, luôn nhiệt tâm phụng sự Chúa trong khiêm nhu. Và nguyện xin Chúa ban muôn ơn lành hồn xác xuống trên quý khán thính giả đang theo dõi chương trình TV Ánh Sáng tin mừng được tràn đầy ơn lành và tình thương yêu của Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành, thì kia có một người tên là Gia-kêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được vì người ta quá đông, mà ông lại thấp bé. Vì ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người và người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên người bảo ông rằng: "Hỡi Gia-kêu, hãy mau xuống, vì hôm nay ta phải lưu lại tại nhà ngươi." Ông vội vàng chụt xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ một người tội lỗi." Ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa Giêsu: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm hại bất cứ ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn." Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà Ngài được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham, vì chân con người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất." Đó là lời Chúa. Chồng kính quý cụ, quý ông bà và toàn thể anh chị em, có một em bé đang vùng vẫy dưới nước sắp bị chết đuối. Người mẹ đứng trên bờ kêu la cầu cứu. May mắn, một thanh niên lực lưỡng tình cờ đi ngang qua đó. Bà mẹ nài xin anh cứu đứa bé. Mặc cho bà hết lời van xin, người thanh niên vẫn chỉ đứng nhìn. Em bé vùng vẫy dưới nước một lúc thì kiệt sức, không còn vùng vẫy được nữa. Bấy giờ người thanh niên mối vội nhảy xuống dưới, vớt em bé lên. Bà mẹ hết lòng cảm tạ nghĩa cử cao đẹp và can đảm của người thanh niên. Nhưng bà hết sức ngạc nhiên là tại sao người thanh niên không cứu em bé ngay lúc em vừa rơi xuống nước, mà lại chờ cho tới khi em bé chết chìm mới cứu em. Bà hỏi: "Tại sao cậu không cứu em bé sớm hơn, mà lại chờ cho tới khi em gần chết mới cứu?"
Người thanh niên đáp: vì khi em bé còn vùng vẫy thì sức con mạnh, nên em có thể kéo luôn cả tôi xuống đáy sông và cả hai cùng chết. Phải đợi cho em đuối sức, lúc ấy mới có thể cứu em dễ dàng và an toàn được. Thưa toàn thể quý cụ, quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu đến trần gian một lòng một ý là để tìm, để cứu vớt những gì đã mất. Lòng nhân từ của Chúa Giêsu là tìm và cứu con người, nhất là những người tội lỗi. Một khi mình tự đầu hàng với chính mình, một khi mình buông xuôi ngoan ngoãn để cho Thiên Chúa tự do hành động trong đời mình, chính lúc ấy là lúc Thiên Chúa ra tay cứu giúp. Một người tội lỗi, một người đã đầu hàng với chính mình để cho Thiên Chúa cứu giúp ấy, chính là ông Gia-kêu mà trong lời Chúa ngày hôm nay đã nói đến. Ông là một người trưởng ty thu thuế của thành Hê-cô giàu có và lạm thu bất chính đã được nói đến trong lời Chúa. Ai cũng biết ông Gia-kêu là một người đứng đầu những người thu thế. Ông rất giàu có. Ông đang làm nghề thu thế, một nghề mà người Do Thái luôn khinh chê, ghét bỏ. Ngay cả những người Roma cũng không muốn làm nghề này, nên họ mướn những người Do Thái làm. Kẻ làm nghề thu thế thường bị coi là người phản bội lại dân tộc, chạy theo đế quốc Roma. Họ bóc lột tiền bạc của dân chúng càng nhiều càng tốt, để chính họ có thể tránh né khỏi phải trả thuế. Ông Gia-kêu, theo như cái nhìn của những người Do Thái thời bấy giờ, là người tội lỗi, hoàn toàn bị hư mất, kẻ ghê tởm, thối tha và không ai muốn giao du với con người bê bối này. Ông muốn tìm cách đến với Chúa Giêsu. Lòng thiện chí của ông đã được Chúa đáp ứng. Chúa đã thương đi vào thăm nhà của ông và ông đã hoàn toàn biến đổi, đã tự nguyện hứa với Chúa: xin lấy nửa gia tài của mình mà phân phát cho những người nghèo, và nếu ai làm hại ông điều gì thì ông xin đền gấp bốn. Thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, nhìn qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu luôn là người đi bước trước để đến với con người. Mọi người từ chối nhau, nhưng Ngài chẳng từ khước bất cứ một ai, cho dù người đó là hạng người tội lỗi. Ngài không đợi ai đi tìm đến Ngài, nhưng chính Ngài lại tìm đến với họ, lên tiếng trước họ và hiện diện trong cuộc đời của họ. Ngài đã gặp ông Gia-kêu tại cây sung, lên tiếng bắt chuyện với ông và lưu ngụ trong nhà của ông. Này Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở trong nhà ông. Dù vậy, nếu ông Gia-kêu không mở lòng ra cho Thiên Chúa thì Ngài cũng chẳng làm được bất cứ điều gì. Chính lời của Thánh Augustino đã từng nói: khi dựng nên con, Chúa không hỏi con, nhưng khi cứu chuộc con, Chúa phải hỏi con. Nghĩa là Thiên Chúa luôn cần đến sự cộng tác nơi con người. Không những thế, Thiên Chúa còn muốn con người cộng tác một cách chủ động và trưởng thành đối với quyết định của chính mình khi trở về Ngài. Ông Gia-kêu cũng đã khao khát để gặp Chúa. Những cử chỉ như tìm cách xem, chạy tới phía trước, leo lên một cây cao để xem Chúa Giê-xu thì cũng đã đủ để nói lên rằng nỗi lòng khao khát của ông muốn trở về cùng Chúa Giê-xu. Khi gặp được Chúa Giê-xu, ông đã mở lòng ra cho Chúa để Chúa cứu đời ông. Chúa đã thực sự đến vào cuộc đời của ông Gia-kêu khi ông đã thực sự để cho Chúa
đi vào đời ông, đã thực sự để cho Chúa tha thứ tội lỗi cho ông, đã tự nguyện quyết tâm sống lòng thương xót và tha thứ của Chúa, và đã tự nguyện phân phát tài sản cho người nghèo, đã đền bù tội lỗi thiệt hại mà ông đã gây ra cho người khác. Ông thật sự đã sám hối thật lòng, đã thể hiện bằng hành động cụ thể. Thưa Ngài, này đây là phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo, và nói tôi đã cưỡng đạt của ai cái gì thì tôi xin đền gấp bội. Lời nói này đã biểu lộ một thái độ luôn sẵn sàng đền bù và sửa lại những sai lỗi của mình. Phải chăng ông Gia-kêu là mẫu gương của người trở về thật sự, của người sám hối thật sự, của một người đền bù những tội lỗi thật sự với Thiên Chúa và với những ai mà mình đã làm thiệt hại cho họ? Sự trở lại thật sự này luôn đòi hỏi một sự nhìn nhận, một sự tin nhận Thiên Chúa là đứng thương xót và thứ tha mọi tội lỗi thiếu sót mà mình đã xúc phạm đến Ngài. Ông Gia-kêu lúc này không nhìn Chúa Giê-xu là con người bình thường như bao người khác, nhưng như một Thiên Chúa toàn năng, chính người là đứng ban phát ơn cứu độ, đầy lòng từ bi và thương xót. Ông không còn thấy thế gian này là tất cả của cải, là cùng đích nữa, mà là chính Thiên Chúa. Sự trở lại đích thực của ông còn đòi hỏi quyết tâm là tước khước từ tội lỗi và làm một việc tốt lành nào đó cho anh chị em của mình. Chưa từ bỏ tội lỗi thì chưa thật lòng ăn năn sám hối. Chưa sống một cuộc đời sống tốt lành hơn thì chưa nói đền bù tội lỗi một cách trọn vẹn được. Ông Gia-kêu đã từ bỏ đi quá khứ bê bối để giờ này ông trở nên một người luôn thi ân giáng phúc cho người khác. Ông đã quảng đại, sẵn sàng bỏ ra của cải để chia sẻ cho người nghèo. Một cử chỉ của lòng sám hối ăn năn, một cử chỉ đền bù bằng tình thương xót tha thứ từ Thiên Chúa, và chỉ biết chia sẻ lòng thương xót ấy cho anh chị em của mình. Hơn nữa, sự trở lại đích thực bao giờ cũng kết thúc bằng một niềm vui bình an vô tận. Ông Gia-kêu đã cảm mến được niềm vui, và chắc hẳn bao lâu nay ông chưa bao giờ có được cái niềm vui này. Niềm vui mừng khi được trao ban những gì ông có. Niềm vui mừng khi ông được chính Thiên Chúa chúc lành và ban tình yêu cho ông và gia đình ông. Niềm vui vì ơn cứu rỗi đã hiện diện trong cuộc đời của ông. Như lời Chúa đã nói, hôm nay ơn cứu độ đến với nhà này. Thưa toàn thể quý cụ, quý ông bà và anh chị em, con người không ít thì nhiều, mỗi người chúng ta đều là những người tội lỗi, đều là những người phạm muôn vàn những điều xấu xa cho anh chị em của mình. Một người nào đó đã nói, sai phạm là bản tính của con người, còn tha thứ là bản tính của Thiên Chúa. Thật vậy, đời ta đôi khi ta phải hiểu, phạm lỗi trong đời sống mình dường như là chuyện thật bình thường. Có điều bất bình thường xảy ra trong đời ta là khi ta lỗi phạm mà không biết trỗi dậy, không biết tỏ lòng sám hối ăn năn, không biết đền bù những tội lỗi của mình. Vậy làm sao ta có thể noi gương bắt chước ông Gia-kêu để thật lòng sám hối ăn năn, để thật lòng đền bù những tội lỗi, những xúc phạm mà ta đã có đối với anh chị em của mình? Ông Gia-kêu đền bù tội lỗi bằng cách đáp trả gấp 4 lần
cho người mà ông đã làm thiệt hại. Thật vậy, để tỏ lòng sám hối ăn năn, để đền bù tội lỗi của mình, người tín hữu phải chăng phải cố gắng sống một đời tốt lành hơn để bù lại. Việc tốt lành ấy được thể hiện cụ thể qua việc hy sinh, qua việc bác ái, hay qua việc phụng sự Thiên Chúa và phục vụ anh chị em của mình một cách tích cực hơn. Có lắm khi nhiều lỗi mà ta cố mãi, cố gắng mãi không chừa được. Nhiều tính hư tật xấu làm cho anh chị em của mình mà ta cố gắng hoài cũng chẳng bỏ được. Đôi khi ta tạm quên đi những điều xấu ấy mà quyết tâm làm điều tốt khác để bù vào, để thay thế vào. Thí dụ như khi ta làm xúc phạm đối với anh chị em của mình vì những sự nóng nảy nào đó, mà ta đã nói những lời xúc phạm đến người thân trong gia đình của mình chẳng hạn, thì ta cũng có thể đền bù lại bằng cách tỏ một cử chỉ yêu thương, bằng cách làm một điều tốt lành nào đó cho người thân của mình để ta đền bù lại. Nếu không được một điều tốt lành ấy, thì ít là bằng lời cầu nguyện, bằng một hy sinh nào đó có ý chỉ cho người thân mà mình đã xúc phạm đến họ. Thánh nữ Teresa hài đồng Giê-xu đã đền thay tội lỗi của chính Ngài, của nhân loại đã xúc phạm đến Chúa, bằng cách chịu đựng những lời nói hay việc làm trái ý của người khác vì lòng yêu mến Chúa. Khi đang có chuyện gì bực mình khó chịu vì những lời phê bình, những lời chỉ trích của người khác, mà ta đành chịu nhịn nhục, chịu đựng, dâng tất cả mọi sự cho Chúa, có ý chỉ đền thay tội lỗi của mình, thì tốt đẹp biết bao. Nếu mỗi ngày ta vô tình làm một điều xấu nào đó, mà ta quyết tâm làm bốn điều tốt lành khác như ông Gia Kiều đã làm, thì chắc chắn xã hội này, gia đình mà ta đang sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Có lẽ đời ta được tinh thần sống như chính lời của Chúa Giê-xu đã mặc khải cho bà Margarita trong thông điệp đạo binh hồn nhỏ, thì chắc chắn sẽ làm vui lòng Chúa biết chừng nào. Chúa Giê-xu đã nói, cha cần một số linh hồn khiêm tốn để chống lại tính kiêu căng, những linh hồn yêu thương để chống lại những tình trạng thiếu hụt yêu thương, những linh hồn quảng đại để chống lại với lòng ích kỷ, những linh hồn nguyện cầu để chống lại tình trạng thiếu cầu nguyện, những linh hồn cậy trông để chống lại những tình trạng bi quan, những linh hồn tinh tuyền để chống lại với ô nhơ, những linh hồn chân thật để chống lại với những gian dối và giả hình, những linh hồn tùng phục để chống lại với những bất phục tùng, những linh hồn sốt sắng để chống lại với tình trạng dửng dưng và nhất đạm, những linh hồn hiến mình làm vật hy sinh để chống lại với tà thuyết. Xin mẹ Maria và thánh cả Giuse luôn giúp mỗi người trong chúng con luôn làm những điều tích cực, những điều tốt lành để có thể bù lại với những thiếu sót mà đôi khi chúng con đã xúc phạm đến Chúa, xúc phạm đến anh chị em của chúng con. Amen. Come.
một đức hồng y công kích sự thiếu lòng vị tha tôn giáo. Tin Miến Điện, một vị hồng y Á Châu vừa lên tiếng công kích sự thiếu lòng vị tha đối với tôn giáo trong xã hội ngài đang sống. Ngài gọi đó là thuốc độc của xã hội. Hồng y Sark Bo nói nhân buổi phát hành cuốn sách Bên Bờ Vực của ngài, nói về thực thể của tôn giáo thiểu số tại Á Châu. Á Châu là chức nôi của các tôn giáo vĩ đại, nhưng hôm nay sự thiếu vị tha đối với các tôn giáo thiểu số là một loại độc dược cho xã hội, nhất là tại Miến Điện, Việt Nam, Nam Dương và Hoa Lục. Đức Thánh Cha nói, người mục tử tốt lành phải tránh quyền lực và tiền tài. Tin Vatican, trong một thánh lễ, Đức Thánh Cha Francisco giảng rằng, người mục tử tốt lành là người đi theo Chúa Giêsu chứ không phải theo quyền lực, danh vọng và tiền tài. Và dù cho có bị thiên hạ bỏ rơi đi nữa, cũng không uất hận và cay đắng. Ngài nói, Thánh Phêrô và Gioan Tẩy Giả cũng đã từng gánh chịu những đau đớn nói trên trong giai đoạn cuối của đời mình. Gần đây hơn, chúng ta có Thánh Maximilian Kolbe phải bỏ mình trong một trại giam các tử tội. Tòa Thánh nói quyền của người dân bản địa là một quan tâm của cả thế giới. Tin Hoa Kỳ, Đức cha Bernardino Oza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, trình bày trong phiên họp khoáng đại để thảo luận về quyền của người dân bản địa. Ngài nói rằng việc đấu tranh của những người dân bản địa để gìn giữ di sản, ngôn ngữ, truyền thống và quyền tự quyết không phải là những âu lo riêng của họ, mà là âu lo chung của cả thế giới. Ngài nói di sản và phương tiện để sống còn của họ bị đe dọa nặng nề trong bối cảnh xã hội và kinh tế trên toàn cầu hiện nay. Một linh mục nói với Tổng thống Phi Luật Tân, bạo lực là một loại ma túy, tin Manila. Trước ý niệm về công lý thô bạo của ông Rodrigo Duterte, Tổng thống Phi Luật Tân đối với những người buôn bán ma túy, đã làm hơn 3.000 người bị thiệt mạng. Cha Peter Jeremiah đang hoạt động tại Phi phải thốt lên, bạo lực cũng là một loại ma túy. Giết những người bệnh tật thật là dễ, và kẻ sát nhân đôi khi cảm thấy mình có nhiều quyền lực, nhưng trong vô thức họ cũng cảm thấy tội lỗi, có thể đưa họ trở thành nghiện ngập và say máu. Tình trạng thật bi thảm tại Aleppo, nhất là đối với các trẻ em. Tin Damascus, linh mục Ziad Hila đang phục vụ tại Aleppo, nói về tình trạng thảm khốc tại thành phố mà quân chính phủ và loạn quân đang quyết chiến để làm chủ tình hình. Ngài xin cộng đồng quốc tế đừng cung cấp vũ khí để ngưng hoặc giảm bớt cường độ của cuộc chiến. Cha Hilan từng giúp đỡ các trẻ em trong nước Syria từ khi cuộc nội chiến bắt đầu. Cha đã bắt đầu một chiến dịch để các trẻ em trong nước Syria cũng như trên khắp thế giới vẽ bảng yêu cầu vãn hồi hòa bình. Hoa trái của chuyến viếng thăm Georgia của Đức Thánh Cha, tin Vatican, 3 tuần sau chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco sang Georgia, bà Tamara, đại sứ của quốc gia này cho biết, chuyến viếng thăm đánh dấu một bước tiến quan trọng đến gần hơn sự hội nhập của phương Tây. Bà đại sứ cũng cho biết là quốc gia này đã có nhiều tiến bộ đáng kể từ khi ra khỏi Liên bang Nga Xô cách đây 25 năm, và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha mang lại giây phút huy hoàng nhất trong lịch sử của đất nước tôi, và ngài đã được dân chúng chào mừng rất nồng nhiệt. Đức Thánh Cha gửi công điện đến hội nghị về phụ nữ. Tin Vatican, hôm 20 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một công hàm đến Đức Cha địa phận Paris, Ý Đại Lợi, nơi hội nghị về đời sống của phụ nữ tại Trung Đông và vùng biển Địa Trung Hải được tổ chức. Trong công điện, Đức Thánh Cha hy vọng là vị trí của phụ nữ trong xã hội sẽ được mở rộng ra và họ sẽ có nhiều cơ hội để có việc làm, hoạt động thích hợp hơn để có thu nhập cao hơn và một đời sống tương lai thoải mái, hạnh phúc và phẩm giá hơn, để khoảng cách giữa người nam và nữ càng ngày càng thu hẹp lại. Giáo lý chưa đủ để hiểu biết về Chúa Giêsu, chúng ta cần phải cầu nguyện. Tin Vatican, trong một thánh lễ, Đức Thánh Cha giảng rằng, tự nó giáo lý chưa thật sự đủ để chúng ta hiểu biết về Chúa Giêsu, nên chúng ta cần phải cầu nguyện và nhìn nhận chúng ta là những kẻ tội lỗi. Đức Thánh Cha tìm hứng khởi từ bức thư của Thánh Phaolô gửi tín hiệu Ê-phê-sô khi ngài cầu nguyện để Chúa Giêsu ngự trị trong trái tim của người dân. Đức Thánh Cha thách đố: làm sao chúng ta biết được Chúa Kitô? Làm sao chúng ta hiểu được tình yêu của ngài khi mọi thứ đó đều ngoài sự hiểu biết của mọi người? Giáo hội cứu trợ các nạn nhân lũ lụt tại Trung phần Việt Nam. Tin Sài Gòn, giáo phận Vinh đã ra tay cứu trợ hàng chục ngàn nạn nhân của cuộc lũ lụt gây ra bởi mưa lớn và đê điều bị hư hại tại miền Trung Việt Nam.
lũ lụt gây ra bởi những trận mưa như thác đổ trong những ngày từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 10 vừa qua đã gây tử vong 18 người và làm 4 người bị mất tích vì nước cuốn trôi đi. 4 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình và Quảng Trị của miền Trung bị ảnh hưởng nặng nhất. Giáo hội địa phương đã cung cấp cho nạn nhân những nhu yếu phẩm cần thiết. Giáo hội Nam Dương than phiền về luật làm liệt dương bằng hóa chất. Tin Nam Dương, Hội đồng Giám mục Nam Dương lên tiếng phản đối về một đạo luật mới nhằm bảo vệ các trẻ em bằng cách làm liệt dương bằng hóa chất, những kẻ nào phạm tội xâm phạm tình dục các thiếu nhi. Luật đã được Hạ viện thông qua hôm 12 tháng 10 sau 2 tháng chậm trễ vì các va chạm giữa các đảng phái. Cha Paulus Siwantoko, thư ký của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Nam Dương nói, tôi rất bất bình về đạo luật vì không có một căn bản nào cả. Nhà nghỉ của Đức Giáo Hoàng sẽ mở cửa cho công chúng thăm viếng. Tin Vatican, Tòa Thánh cho biết là bắt đầu từ ngày 22 tháng 10, căn phòng dành cho Đức Giáo Hoàng trong dinh mùa hè tại Castel Gandolfo sẽ mở cửa cho dân chúng được chiêm ngưỡng. Đây là lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử giáo hội. Viện Bảo tàng Tòa Thánh sẽ điều hành các cuộc viếng thăm của công chúng. Ông Paolucci, Giám đốc Viện Bảo tàng cho biết, chúng tôi cảm ơn tặng phẩm bất ngờ từ Đức Thánh Cha Francisco và ca ngợi cảnh trí xinh đẹp quanh căn phòng nhìn xuống hồ Labano. Đức Thánh Cha khuyên đầu tư vào tương lai bằng cách đào tạo giới trẻ. Tin Vatican, trong diễn từ trước các thành viên của tổ chức Sáng kiến Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong ngày lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, Đức Thánh Cha Francisco nói về tầm quan trọng của việc trợ giúp giới trẻ để họ có hành trang đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Ngài nói, đào tạo giới trẻ một cách kỹ lưỡng là một sự đầu tư vào tương lai của nhân loại. Chúng ta không nên đánh cắp hy vọng vào tương lai của họ. Tổ chức này đã được thành lập vào ngày 16 tháng 10 năm 1981. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Phi Lục Tân gián đoạn ngoại giao với Hoa Kỳ? Tin Manila, Đức cha Roberto Santo thuộc Hội đồng Giám mục Phi Lục Tân cảnh báo về những vấn đề rất phức tạp sẽ xảy ra nếu Tổng thống Rodrigo quyết định cắt đứt ngoại giao với Hoa Kỳ. Ngài nói, trong khi quan hệ với quốc tế còn rất mơ hồ, thì Hoa Kỳ vẫn là đồng minh đáng tin cậy nhất để bảo vệ Phi Lục Tân. Điều làm ngài lo ngại nhất là những nhân công Phi hiện đang làm việc tại Hoa Kỳ sẽ bị hồi hương và Phi sẽ mất một số ngoại tệ đáng kể do họ tạo ra. Nam Dương ký thỏa hiệp về môi trường, bây giờ các khó khăn mới bắt đầu. Tin Nam Dương, việc Nam Dương ký kết thỏa hiệp Paris về thay đổi thời tiết khiến cho giáo hội công giáo trong nước hoan nghênh, nhưng giáo hội cũng ước muốn được thấy Nam Dương có thái độ nghiêm túc với nỗ lực cần thiết để thực thi những điều đã ký kết. Ngay sau khi bản thỏa hiệp ký kết tại Jakarta hôm 19 tháng 10, các giám mục nói rằng, chúng tôi hoan nghênh chính phủ đã ký thỏa ước. Giờ đây, điều khó khăn là chúng ta phải cố gắng tuân thủ những điều đã ký kết. Một viện sinh ngữ được biến thành đại học tại Đài Loan mừng 50 tuổi. Tin Đài Loan, viện sinh ngữ Quen Giao do Giáo hội Công giáo Đài Loan điều hành, trở thành một đại học vừa mừng kỷ niệm 50 tuổi. Trường đại học tọa lạc tại thành phố lớn với nhiều kỹ nghệ cao cấp trong miền nam của đảo quốc. Hơn 1.000 người gồm các cựu sinh viên và các quan khách đã tham dự buổi tiếp tân vào cuối tuần vừa qua. Đức cha Peter Cheng của Đài Loan khen ngợi các nữ tu dòng truyền giáo Oshala đã hoàn tất mọi công việc khả quan hơn dự tính của mọi người. Thanh Tùng và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý khán thính giả của chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp và TV Ánh Sáng Tin Mừng. Chúng tôi rất hân hoan đến với quý khán thính giả một lần nữa qua tiết mục Mái Ấm Gia Đình với Linh Mục Anthony Đào Quang Chính. Chúng con xin kính chào cha. Con xin kính chào cha. Xin kính chào chị Mai Quỳnh, xin kính chào anh Thanh Tùng và xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình. Dạ thưa cha,
Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là Đức Giáo Hoàng đồng hành với gia đình trong đời sống của gia đình. Vậy thì Đức Giáo Hoàng đã làm gì khi mà Ngài đồng hành với gia đình của chúng con đi cha? Đây là những chủ đề rất là lý thú trong những ngày tháng tới, và tôi đề nghị rằng chúng ta nên tập trung vào những gì nó cụ thể, nó thực tế. Chúng ta cũng đã có lần nghe Đức Giáo Hoàng Francisco đó, thì Ngài thay vì, đây là cái điểm khác biệt giữa Ngài và những vị giáo hoàng tiền nhiệm. Những vị giáo hoàng tiền nhiệm cũng rất là mục vụ, rất là thực tế, nhưng mà đa số các ngài nói về cái gọi là cái khái niệm. Còn Đức Giáo Hoàng Francisco này thì không những chỉ nói về khái niệm, mà còn nói về những cái cụ thể, những cái thực tế. Cái khái niệm thì thường thường không có sai, khái niệm bao giờ cũng đúng cả. Nhưng mà cái thực tế đó là không sống được hay là sai, không áp dụng với người ta được, tức là sai. Chúa Giêsu, đây là cái điểm đặc biệt của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là cái khái niệm, thí dụ thể là Chúa nói là mến Chúa yêu người, đó là khái niệm. Một người đi lễ nhà thờ như chúng ta đã có nhiều lần nghe, đi lễ nhà thờ một năm đi có 2-3 lần thôi, họ cũng nói là họ mến Chúa. Khi mà làm cho người Hoa Kỳ đó, thì tôi vẫn đùa vào những dịp lễ lớn, tôi vẫn đùa, tôi nói rằng là những cái dịp lễ Giáng sinh, dịp lễ Phục sinh, nhà thờ đông nghẹt. Thì tôi nói rằng là tôi xin chân thành cảm ơn tất cả, I want to say thanks to all of you, especially the CEO. Mọi người, what? CEO. CEO là những người mà quan trọng quá, làm giám đốc, người giám đốc kia gọi là CEO. Today in my church, there are many CEOs who come here to worship God. Thank you very much. Thì một số người cười, một số người bảo chứ tại sao mà cha xứ lại nói là cảm ơn mấy người CEO thế này, tại sao mà ngài biết? Thì tôi bảo chứ C stand for Catholic, C E stand for Easter, and C stand for Christmas, E stand for Easter, and O stand for only. CEO means you go to church on Christmas, on Easter only. Chỉ có Giáng sinh và Phục sinh thôi. Nghĩa là một năm chỉ đi lễ có 2 lần thôi. Many CEOs, many people who go to church on Christmas, Easter only. Từ đó trở đi thì nhà thờ của tôi họ nói là thưa cha, chúng con không phải là CEO đâu, và đi lễ thường xuyên nhiều hơn rồi. Thì cái lý thuyết là mến Chúa chẳng hạn. Nhưng mà người ta đi lễ nhà thờ một năm chỉ là CEO thôi, Christmas, Easter họ cũng bảo là họ mến Chúa. Người đi lễ nhà thờ một năm các ngày Chúa Nhật cũng là mến Chúa. Người đi nhà thờ các ngày Chúa Nhật, các ngày lễ lớn và ngày thường nữa thì cũng là mến Chúa. Thế thì mến Chúa không sai được. Nhưng mà cái cụ thể đó là người đi một năm 2 lần, người đi một năm 50 mấy lần, người đi một năm mấy trăm lần thì mới là cái khác nhau. Người đi mà 100 mấy chục lần chẳng hạn sẽ chê người CEO một năm có 2 lần thôi là mến Chúa không có đủ, đúng không cơ? Thành ra phê bình nhau á, là mới phê bình ở cái cụ thể, chứ không phải là phê bình ở cái khái niệm. Chúa Giêsu cũng nói vậy, yêu người thì Chúa nói làm sao? Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống. Cái này thì nghe thấy rất là hay, rất là dễ, rất là đúng, nhưng mà nhiều người sẽ không đồng ý. Nhiều người nói rằng là đúng, chúng tôi phải cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, nhưng mà nó đói, nó khát thì vì nó lười, nó không chịu làm, nó chỉ chờ toàn xin trợ cấp chính phủ thôi, nó lười chứ không phải là chúng tôi không muốn giúp. Thế thì tại sao chúng tôi phải giúp những kẻ lười? Vậy thì cái lý thuyết là yêu người ai cũng đồng ý, thực tế tôi sẽ không giúp là bởi vì đó là những kẻ lười, và cãi nhau là cãi nhau như vậy. Ngay bây giờ chúng ta thấy là cái kỳ mà còn có mấy ngày nữa là bầu cử tổng thống đấy, thì như ông Donald Trump chẳng hạn đấy, ông cũng nói là ông ấy thương giúp bao nhiêu người khác, công việc làm bao nhiêu người rồi, nhưng mà ông cũng chủ trương là không cho những người tị nạn, nhất là những người mà Mexico đi sang nước Mỹ. Từ đó những là phải chăng yêu người của ông ấy là không cho vào nước Mỹ, hay của ông là đúng, là bởi vì những người này là những người tội phạm. Thì đấy là những cái mà cãi nhau khi mà vô cái thực tế. Thì Đức Giáo Hoàng Ngài cũng rất là thực tế. Ngài đưa ra cái khái niệm là gia đình như thế nào, mà thực tế là chúng ta phải sống với nhau ra sao. Thì trong bài giảng đi sang hồi tháng 7 đó mà chúng ta nhớ đó, Ngài có một cái thánh lễ dành riêng cho những gia đình mới cưới. Thì Ngài chú trọng tới 3 điểm. Thứ nhất là Ngài nói rằng là nếu mà
các con nhớ được 3 điểm này thì gia đình các con sẽ tốt đẹp. Một đó là các con phải biết dùng chữ xin anh, xin em, please, please, xin anh, xin em. Cái thứ nhì đó là chúng con phải nhớ nói chữ cảm ơn. Cảm ơn anh, cảm ơn em. Và cảm ơn thực lòng. Bởi vì nhiều khi mình thấy những người người ta nói với mình thanks, nhưng mà thanks mình chưa kịp gì cả, họ đã đi mất. Chúng ta là không có phải là cảm ơn thực lòng, hay là cảm ơn mà rồi lại làm đi làm lại, vậy không có tốt. Và cái thứ ba thì Ngài nói rằng là phải tha thứ. Thì đây là ba cái chủ đề mà Ngài nói trong cái buổi lễ ở bên Ba Lan. Thì chúng ta sẽ từng phần một để đào sâu từng cái chủ đề một, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng đồng hành với Ngài. Vì những nhiều điểm khác ở trong gia đình, Ngài đưa ra cái cụ thể như phải cần cầu nguyện ra sao, rồi cần là làm việc chung với nhau như thế nào, đức tin như thế nào. Ngài không có đưa những cái mà nó khái niệm, nó cao siêu, nó sâu xa đâu. Ngài nói rằng là tôi nói chuyện với dân của tôi. Ngày xưa tôi làm hồng y ở Buenos Aires, là cái dân nghèo, và dân nó đi lang thang thế này. Tôi nói gì nó cao siêu, khó hiểu quá, họ sẽ không hiểu. Thì tôi muốn đưa cái gì mà nó đơn giản, mà họ sống được thực sự như vậy. Thì đây là cái bài đầu tiên. Thì chúng ta sẽ nói về cái chủ đề gọi là bài xin anh, xin em. Và chỉ có thể nói xin anh, xin em có giá trị khi mà chúng ta nhớ lại ngay từ đầu ở trong thánh lễ hôn phối, chúng ta đã có lời thề với nhau ra sao và quyết định sống với nhau như thế nào. Thì cha nhờ chị Mai Quỳnh đọc lại cái lời thề mà cha nghĩ rằng là các anh các chị vẫn còn nhớ những lời thề mà khi ngày đám cưới. Dạ, lúc đó thì cách đây 30 năm rồi cha, là con vẫn còn nhớ là bữa đó con đứng trước cha đó, là chứng nhân đó, con nhìn ông chồng của con mới nói là em xin nhận anh làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc bệnh tật, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời của em. Đó là phần của con cha. Lúc đó rung lắm, nhưng mà học thuộc, rất là thuộc. Đúng. Chỉ khó một cái thế này, lúc bây giờ thì chúng ta đọc và thấy tuyên bố hãnh diện lắm, bởi vì đằng sau lưng là có cha mẹ này, anh em họ hàng, bạn bè này, rồi là cũng có người yêu bên cạnh này. Nhưng mà càng về sau thì nó càng quên đi. Thì trong này chúng ta nói là giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng, cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn, cũng như lúc mạnh khỏe. Chứ không phải chỉ lúc mà thành công, chứ không phải chỉ lúc mạnh khỏe, không phải chỉ lúc tươi đẹp thôi. Chứ lúc mà chúng ta lớn tuổi, nhất là khi mà lớn tuổi rồi, khi mà bệnh tật rồi đó, thì rõ ràng là phải cần cái người bạn đồng hành của mình hiểu mình hơn như vậy nữa. Thì chúng ta khi mà nghe nói tới cái gọi là cái tôn trọng nhau đó, mà hiểu cho nhau đó, thì có nghĩa là hai người bình đẳng với nhau. Và chúng ta nhìn đến đó là cũng là người như mình, chứ không phải là mình là vai trên, người ta là vai dưới. Cái nhiều người đó, Việt Nam mình gọi là gia trưởng, đó, có cái tính gia trưởng. Cứ gia trưởng Việt Nam mình thì có lẽ sang bên này cũng phải phiên dịch ra tiếng Mỹ theo kiểu khác đi. Vì Việt Nam mình đó là vẫn nghĩ rằng là người đàn ông phải là người gia trưởng trong gia đình. Đúng không cơ? Chồng chú vợ tôi mới nói đúng hơn đó cha. Nhưng mà thường thường đấy thì nói chồng tới gia chú. Trưởng đấy, gia trưởng rất là tức là dành cho các ông đó, đúng không cơ? Cho nên vẫn nói là gia trưởng là phải là các ông, luôn luôn là mình quan niệm như vậy. Mỹ thì họ lại không có chữ gia trưởng. Họ có gì chứ? Họ nói là do not be bossy. Cái chữ bossy nó hay hơn. Bởi vì bossy có thể là các bà cũng là bossy. Chứ không phải chỉ là các ông mới là bossy. Còn Việt Nam mình thì là tự nhiên cái quy gọi là nam trọng nam khinh nữ mà. Cho nên đàn ông phải là người trụ cột ở trong gia đình. Cho nên lúc nào cũng phải là anh là phải là gia trưởng, gọi thế này này. Nhá, bà mẹ bà nói với người con trai này này. Anh sắp sửa đi lấy vợ rồi nhá. Nếu là anh mới lại là còn đàng hoàng, nếu mà bà mà giận dữ bà nói thế này này. Mày đấy, mày phải về nhà đấy, mày dạy vợ mày. Đúng không cơ? Ta nói là dạy vợ từ thuở còn thơ. Còn thơ. Dạy vợ từ thuở ban sơ mới về, cha dạy con từ lúc thuở còn thơ. Dạy vợ từ thuở ban sơ mới về đấy, đó. Dạ. Ở Việt Nam mình có câu đấy đó. Thì gọi là đàn ông là có cái vai trò, người chồng phải có người vai trò dạy vợ. Chứ không bao giờ mấy khi mà bà vợ, mẹ vợ bà nói là mày sắp sửa mới lấy chồng, về nhà mày phải dạy chồng mày nhá. Có khi nghe vậy bây giờ đâu. Chứ nên Việt Nam mình á thì có cái là đừng có gia trưởng quá. Gia trưởng nghĩa là cái gì? Tôi cũng là boss, tôi cũng là đầu. Không nên như thế, không nên như thế. Đó là đầu tiên chúng ta nhớ như vậy. Cái gia trưởng như vậy đã, nó thành cái thói quen, nên là mình luôn luôn có cái sự cạnh tranh.
và không có biết được là xin như thế nào. Thì Đức Giáo Hoàng Ngài nói rõ như thế này này, Ngài nói như thế này này, là để muốn tránh cái sự gia trưởng đó, chúng ta nhớ là hai người ở trong gia đình lấy nhau ra sao đó, thì xin các con, Ngài nói với lại đồ hôn phối mới đó, xin các con đừng bao giờ quên hỏi ý kiến người phối ngẫu. Hỏi thế này, em sắp sửa em làm cái này, anh nghĩ sao? Sắp sửa anh làm thế này, em nghĩ sao? Người chồng hỏi người vợ hỏi người chồng như vậy. Anh nghĩ sao, hỏi ý kiến như vậy? Tại sao vậy? Vì nếu mà cái nhà nó tốt đẹp thì mọi người trong nhà đều được hưởng tốt đẹp. Cái nhà mà nó xấu thì ở trong nhà sẽ đều xấu. Thế thì ngay đầu tiên trong nhà đó, mà người chồng khuyên hỏi ý kiến người vợ, hay ngược lại, người vợ quên không hỏi ý kiến người chồng, thì chỉ còn là hai người gọi là góp gạo thổi cơm chung, hai người thuê nhà trả tiền chung trong hai cái phòng vậy thôi, và ngủ chung với nhau thôi, chứ không có hỏi ý kiến với nhau. Thì ngay từ đầu khi không hỏi ý kiến với nhau, không bàn bạc với nhau, đã là căn nguyên của sự ly dị. Tại sao vậy? Nếu anh không hỏi tôi, anh không bàn bạc gì với tôi, đi đâu anh không cho tôi biết, thì đến phiên tôi đi đâu tôi không cho anh biết. Khi tôi làm việc gì tôi cũng không cho anh biết. Anh có hỏi tôi đâu? Đã nhiều gia đình chỉ là những cái chuyện, không có phải là những chuyện ngoại tình, không phải là những chuyện đánh hết tiền bạc, đánh bài, không phải là những chuyện rượu chè cờ bạc, hay là chuyện lớn, không phải là chuyện lớn, nhưng mà những cái chuyện nhỏ không có bàn hỏi ý kiến với nhau. Thí dụ như thể là nhiều khi ông chồng, nhà bà vợ bà ấy nấu cơm xong bà ấy chờ chồng, thường thường là cứ 6 giờ, 7 giờ ăn cơm tối, 9 giờ chồng chưa về, gọi điện thoại, không bắt điện thoại lên, rồi hỏi có chuyện gì đấy, anh phải đi có cái việc cần, cần làm việc gì sang báo cho nhau biết. Thì những cái mà không có bàn hỏi với nhau, không có hỏi như vậy, là những cái tạo ra cái chia rẽ lớn và tạo ra cái khủng hoảng nhiều. Cho nên Đức Giáo Hoàng Ngài thực tế Ngài nói rằng là xin hãy đừng ngần ngại để mà báo cho nhau biết. Xin anh cho em biết ý kiến. Xin anh xin em đây là please let me know what you are thinking. Xin anh cho em biết ý kiến. Xin em cho anh biết là em nghĩ gì về việc này. Tại sao hai người cùng một nhà và cùng chia sẻ với nhau như vậy? Thì cái câu đầu tiên Đức Giáo Hoàng Ngài nói rằng là nếu các con biết nói xin anh cho em biết, xin em cho anh biết, thì là nhịp cầu để các con sống trong đời sống gia đình một cách hòa thuận với nhau. Dạ thưa cha, con có một cái trường hợp là cái câu đó của cổ tới với mình, cổ khóc lóc tự vì cổ nói là anh chồng đi về Việt Nam mà chỉ có trước ngày hôm sau đi, thì ngày hôm trước mới nói là anh đi về Việt Nam. Không có bao giờ mà hỏi ý kiến của người vợ. Thì người vợ rất là ngạc nhiên, bảo anh đi về đó làm gì. Bảo đó là việc của tôi, anh thắc mắc làm gì, gia đình của tôi bên đó thì tôi về tôi thăm thôi. Nói tại sao anh không có bàn với em trước như thế này thế kia. Mà gia đình thì không có tiền cha, mượn tiền credit card để mà đi về Việt Nam. Mà bảo là tôi là gia trưởng ở trong gia đình, tôi có quyền quyết định. Tôi là bố của mấy đứa nhỏ, tôi có quyền quyết định. Như vậy thì even là người ta ở bên Mỹ này, người ta vẫn có những cái tư tưởng. Cho nên ngay từ đầu á, chúng ta lưu ý là đừng có mang đầu óc gia trưởng quá, bossy quá. Tôi làm gì thì cũng được, không sao cả. Nhưng mà ông làm hay là cô làm thì không được. Đừng có bossy quá, đó là một. Cái thứ nhì nữa là bàn hỏi với nhau. Bàn hỏi với nhau, vì bây giờ chẳng may mà chúng ta có cái tai nạn nào đó xảy ra, người kia không biết gì cả, thì làm sao đây? Rồi cái thứ ba đi theo cùng vấn đề bàn hỏi lấy với nhau đó, mà mọi việc rồi đó, thì lại nhớ là đừng có đổ lỗi sang cho nhau. Tại vì anh thế này, tại vì anh thế kia. Sau cùng ấy là mình, khi mà mình đổ lỗi sang cho người khác đó, thì nhớ đi là mình đang đóng vai trò của bà Eva đấy, đóng vai trò của ông Adam đấy, đang phạm lại cái tội đầu tiên đấy. Chúng ta nhớ tội đầu tiên đấy, khi mà Chúa hiện ra với lại ông Adam và bà Eva trong vườn địa đàng, thì mình có lỗi thì mình xin lỗi Chúa, rồi là xin Chúa tha thứ, rồi sống tốt đi. Ngay lúc bây giờ vậy, hai ông bà tưởng thông minh ra sao, ông Adam tưởng là đàn ông thì là giỏi giang thế nào. Người phụ nữ mà Chúa cho sao? Con ấy, nó cho con ăn vào rồi con bị như tức vậy là đổ thừa vì Chúa cho bà, thế nên bà đổ thừa đấy. Rồi bà này thì bà ấy thấy vậy, bà cũng đâu chịu nhận lỗi của bà ấy đâu. Bà ấy đổ thừa sao cho con rắn, đâm ra con mình con rắn là con can đảm, nó không thèm đổ thừa cho ai cả. Nó là thủ phạm đấy chứ. Nói cái đấy mà nó muốn đổ thừa cũng được chứ. Đổ thừa nó sẽ được kiếm cớ, nó đổ thừa được. Nhưng mà đâm ra là mình phải phục con rắn hơn là phục loài người đấy. Vậy ông Tùng sao? Ông Tùng
Con nghĩ, theo con nghĩ thì ngoài cái khi cha với chị nói về vấn đề xin phép anh, xin phép em, thì con nghĩ cũng bắt đầu xuất phát từ cái sự tôn trọng nhau cha, với vấn đề mà gọi là tiếng Mỹ nó gọi là communication, tức là mình phải siêng năng nói chuyện để mà mình hiểu nhau. Là cái vấn đề mà đối thoại nó rất là quan trọng cha. Nhiều lúc mình cứ tưởng tượng là mình cứ nghĩ, tiếng Mỹ gọi là assume, mình cứ nghĩ là người phối ngẫu của mình đã hiểu, đã biết rồi nên mình không cần phải nói. Thì nhiều lúc nó gây ra nhiều sự hiểu lầm lắm cha. Nhiều khi mình cứ nghĩ người kia cũng nghĩ giống như mình, nhưng mà thật sự mỗi người có đầu óc khác nhau. Thì con học mấy bài học là như vậy, thì con nghĩ là phải đối thoại với nhau nhiều hơn, phải dành thì giờ, thí dụ như là ăn cơm xong, thí dụ các con đi ngủ đi rồi, thì cũng ngồi nói chuyện với nhau, hỏi thăm nhau, thì để mà mình biết được. Thì nếu mà mình tập được mấy cái thói quen đó thì nó cũng tốt lắm cha. Rồi vấn đề thông cảm nó dễ hơn, tại vì mình hiểu tính nhau, hiểu biết nhau hơn. Đúng rồi. Nhiều khi mình quen quá mình đúng mất rồi, mình đi cái sự kính trọng, thì cha đúng mình rồi. Cứ nói với chồng với vợ như là mình sai người chồng, sai người vợ. Đúng thay rồi. Vì đó, tại vì có một lần á con bực quá con mới nói anh làm giùm này đi, đến lúc ổng không chịu làm cha, con nói say please anh làm giúp em đi mà. Thế tự nhiên cái ổng đứng lên ổng, mặc dù mình biết là đang bực đó, nhưng mà mình đổi thái độ, mình biết cái ông này chắc muốn ngọt đây. Thế là con bắt đầu con đổi chiêu, con nói chứ anh làm giúp cho em này đi, em về mệt quá. Thế là ổng đứng lên làm cha. Đúng rồi. Nó rất là powerful nếu mà mình biết dùng cái chữ xin, cái chữ please. Đúng rồi. Đừng có đúng, đừng có lên giọng, khi mà lên giọng một bên lên giọng bên kia cũng sẽ lên giọng sau cùng chẳng ai nghe, và mình không có đổ lỗi. Đó là cái chuyện xin thông cảm với nhau, không có đổ lỗi. Tôi nhớ cách đây vài chục năm có một quyển sách hay lắm, tôi cũng ráng đi tìm mà không có tìm ra đấy, vì người ta không có in lại. Là tôi nhớ tác giả là của ông Lê Văn Phúc, ông ấy viết cái quyển sách gọi là Tôi làm tôi mất nước. Cái thời năm 75 tới 78, 79 thì là mình hay phàn nàn là tại vì ông Tổng thống thế này, tại vì Thủ tướng thế kia, chính phủ tham nhũng đủ thứ cả. Cứ đổ lỗi sang cho người khác như vậy. Thì ông ấy viết cuốn sách đơn sơ thôi, ông bảo chứ tôi làm tôi mất nước này. Tôi ngồi tôi nghĩ lại chính tôi là tôi mất nước này, tại sao vậy? Vì tôi hết mà trốn quân dịch được thì tôi mừng lắm. À không phải ông nói về ông ấy, mà ông nói về nhiều người khác là trốn quân dịch. Rồi là ông bảo chứ nếu mà tôi mà nghĩ là tôi thông minh đó, nên mà tôi có thể là câu được cái điện ở ngoài đường, câu ở trong nhà tôi, để mà không phải trả tiền điện, thì tôi nghĩ tôi là người thông minh lắm. Chứ nên chính tôi làm tôi mất nước như vậy. Rồi là tôi đi buôn bán mà gian xảo làm cho nước của tôi càng ngày càng yếu đi, vì ai cũng tạo thành gian xảo như vậy. Thì có khi ở trong nhà mình cũng phải can đảm để mà mình ngồi mình nhìn lại là chính mình là người tạo ra cái lỗi nhiều hơn là người bạn đời của mình. Chứ còn ngồi mà mình phân tích là tôi đúng em sai, tôi đúng anh sai, thì sau cùng là hai người sai hết. Thì bây giờ cha muốn hỏi cái câu cuối cùng là theo như các chị nghĩ là Đức Chúa Hoàng ngài đưa ra những cái ý kiến như vậy đó, thì mình có thể mình sống được hay không? Nói chứ anh tổ nghĩ sao? Theo con nghĩ thì thực tế trên lý thuyết thì rất là dễ nghe, thì rất là xuông tai, nhưng mà cái thực tế thì khó. Nhưng mà con nghĩ là làm được nếu mà cả hai cùng đồng hành đồng tâm để mà quyết định. Thì con cũng muốn trở lại là nói chuyện với nhau để mình quyết định. Thí dụ mình nói bây giờ từ giờ về sau khi mình làm cái gì mình cứ cố gắng. Nếu mà ai mà không có đi đúng á thì mình người kia dám nhắc nhở. Nhưng mà cái quan trọng là mình đừng có bao giờ mình gọi là giận dữ với nhau. Thí dụ như là nhiều lúc cãi lộn với nhau rồi mang luôn quả, mang tới tối luôn cha. Trước khi đi ngủ vẫn còn giận dữ với nhau. Thì mình phải tập mấy cái đó. Tại vì cái quan trọng con thì con biết là nhiều gia đình có con cái, thần thử nó sẽ rất là ảnh hưởng. Con thì con có, nhưng mà con biết là thần thử làm sao mình phải thật là thông cảm, mình phải tôn trọng nhau ra. Cái quan trọng là vấn đề tôn trọng nhau. Con thấy Đức Giáo Hoàng dạy như vậy cũng không có khó làm chứ ạ. Nếu mà mình mở lòng ra, mặc dù tụi con lấy nhau cũng hơi lâu rồi, nhưng mà nếu mà mình thấy là cái câu xin anh xin em á mà nó work thì tại sao mình không sử dụng? Mình phải thực tập. Vậy thì chúng ta có thể tóm lại là ba cái cụ thể. Thứ nhất đó là mình hỏi ý kiến, xin anh cho em biết ý kiến,
là anh nghĩ thế nào về việc này em sắp sửa làm để cho người ta thấy người ta được tôn trọng. Rồi cái thứ nhì nữa là mình không có đổ lỗi sang cho người khác, và mình cũng thấy rằng thôi hết sức của mình như thế. Và cái thứ ba nữa là mình bày tỏ một cách nó yêu thương, không phải là mình lên giọng cao quá, mà mình nói một cách nhẹ nhàng dịu dàng. Thì nếu mà chúng ta áp dụng được ba cái điểm này thì là chúng ta cũng đã sống với những gì Đức Giáo Hoàng đang dạy dỗ chúng ta. Vâng, chúng con xin cảm ơn cha. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngưng tiết mục Máy Ấm Gia Đình tại nơi đây. Nếu quý thính giả có những câu hỏi cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi, radio và TV Mẹ Hằng Cứu Giúp, TV Ánh Sáng Tin Mừng 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn hiệp ý với Linh Mục Anthony Đào Quang Chính trong phút suy niệm cuối giờ. Lạy Chúa, chúng con xin cầu nguyện cho các anh chị em, các ông bà đang sống đời gia đình. Đã rất nhiều lần trong cuộc sống, chúng con quên mất lời thề hôn phối, thiếu đi sự tôn trọng lẫn nhau, thiếu việc cùng xin anh, xin em cho biết hoàn cảnh nên làm ra sao. Chúng con chỉ nhớ tới ánh sáng của riêng mình mà không nhớ tới cây nến chung chúng con đã cùng đốt trong ngày lễ hôn phối. Xin cho chúng con nhận ra rằng hai người chúng con, đời sống vợ chồng, sẽ là những người thắp lên cùng một ngọn nến. Và đặc biệt chúng con cầu xin cho những người chồng, những người vợ không có dịp coi chương trình này, xin một ngày nào đó để cùng coi chương trình và cùng chia sẻ đời sống với mỗi người chúng con. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho ông bà và anh chị em. Amen. Chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng xin được kết thúc nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả. Xin quý cụ, quý ông bà và quý anh chị em tiếp tục thương yêu, nâng đỡ và yểm trợ cho TV Ánh Sáng Tin Mừng để chúng tôi có phương tiện phát triển chương trình ngày một lan rộng hơn. Mọi ý kiến đóng góp và xây dựng xin liên lạc về TV Ánh Sáng Tin Mừng, 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562-988-7997, điện thư tvastvastm.net. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng trên mạng lưới điện toán toàn cầu tvastm.net hoặc vào youtube.com. Xin kính chúc quý vị được tràn đầy hồng ân Chúa trong vòng tay yêu thương của Đức Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Xin thân ái kính chào.